quý khán giả đang đến với chuyên mục Toàn cảnh an ninh mạng số thứ 2 tháng 6 năm 2019 của kênh truyền hình VTV. Sau đây là nội dung chi tiết. Khai giảng khóa phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bộ Công an chặn nhóm hacker tấn công web, chiếm đoạt tiền tỷ. Phá chuyên án lớn bắt giữ 25 đối tượng tội phạm công nghệ cao. Bị cấm Huawei quay sang Nga ký thỏa thuận 5G. Sắp khai trương hệ thống e-cabinet chính phủ không giấy tờ. Facebook khóa hàng loạt fanpage tại Việt Nam. Nhiều dấu hiệu cho thấy ngày Apple bỏ iTunes sắp đến. Ngày 5 tháng 6 tại Hà Nội, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tổ chức khai giảng khóa đào tạo huấn luyện an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho cán bộ chiến sĩ công an địa phương. Đây là khóa đào tạo đầu tiên cho cán bộ chiến sĩ công an các địa phương kể từ sau khi thực hiện đề án một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an, tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả và Nghị định 1 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Khóa học nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, nâng cao nhận thức, giúp công an các đơn vị địa phương chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động sử dụng không gian mạng, xâm phạm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Ngày 29 tháng 5, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khám xét nơi ở tạm giữ Đỗ Tuấn Anh, 23 tuổi ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, Nguyễn Thị Anh, 23 tuổi ở Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, Đỗ Văn Phi, 25 tuổi, anh ruột của Đỗ Tuấn Anh và Nguyễn Thị Bảo Thoa, 23 tuổi ở Cẩm Phả, Quảng Ninh để điều tra về hành vi sử dụng thủ đoạn công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán và ví điện tử trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019. Tuấn Anh khai nhận đã tấn công vào hệ thống cơ sở dữ liệu của 5 doanh nghiệp, chiếm đoạt hàng chục ngàn dữ liệu, thẻ cào điện thoại, thẻ game các loại với giá trị lên đến gần 5 tỷ đồng. Chiều ngày 6 tháng 6, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05, Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thành phố Hạ Long phá chuyên án lớn liên quan đến tội phạm công nghệ cao. Theo thông tin ban đầu, nhóm đối tượng gồm 25 người, trong đó có 4 phụ nữ, 1 người Việt Nam và 3 người Trung Quốc. Được biết, nhóm đối tượng này nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 28 tháng 5. Tại khu vực tòa nhà 24 tầng Green Bay Premium, được xác định là sao huyệt của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng. Ngày 5 tháng 6, tập đoàn Huawei của Trung Quốc đã ký thỏa thuận với công ty viễn thông MTS của Nga để phát triển mạng 5G tại Nga trong năm tới. Thỏa thuận này được ký kết bên lề cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Moscow, khi hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện cho thời đại mới. Trong một tuyên bố, MTS cho biết thỏa thuận này sẽ cho thấy sự phát triển của các công nghệ 5G và việc triển khai thí điểm thế hệ mạng di động thứ 5 giai đoạn 2019-2020. Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết tháng 6 năm 2019 sẽ khai trương hệ thống e-cabinet chính phủ không giấy tờ. Bộ trưởng cũng cho biết hiện đã tập huấn cho thư ký thủ tướng, thư ký phó thủ tướng và sau đó sẽ tập huấn cho các bộ trưởng. Việc chuyển toàn bộ văn bản giấy tờ sang văn bản điện tử để minh bạch, tiết kiệm và tiện lợi cho người dân. Ước tính việc chuyển hoàn toàn sang sử dụng văn bản điện tử sẽ tiết kiệm khoảng 1.200 tỷ đồng trên một năm tiền giấy in, bưu phẩm, chuyển phát. Bộ trưởng cũng cho biết thêm tháng 11 tới sẽ khai trương cổng dịch vụ công quốc gia, thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến. Facebook hôm 31 tháng 5 xóa hàng loạt tài khoản có liên quan đến một tài khoản Facebook khác vi phạm chính sách của công ty. Theo ảnh chụp email được đăng lên một nhóm Facebook, hai người có tên là Minh Nhật và Hồng Dung bị Facebook cảnh báo vì sử dụng bản công cụ tạo tương tác ảo, lập đích ảo, vượt các bước kiểm tra an ninh. Với lý do này, nick Facebook của Minh Nhật bị xóa. Bên cạnh đó, theo thông tin trên nhóm này, những người có kết bạn với Minh Nhật chưa chat hay trao đổi lần nào cũng bị xóa. Theo lời của ông Hưng, tất cả các fanpage do các nick bị xóa nào quản trị đều bị khóa. Tại một nhóm lớn chuyên chia sẻ cách kinh doanh trên Facebook, nhiều người khác cũng cho biết họ bị Facebook xóa tài khoản. iTunes vốn được biết đến như một công cụ giúp người dùng iPhone, iPod hay iPad quản lý các file nhạc và video của họ. iTunes được ra mắt vào đầu năm 2001 và gắn bó liên tục với người dùng táo huyết từ đó đến nay. Tuy vậy, những tin tức gần đây cho thấy Apple đã có một kế hoạch khác. Táo huyết dự định sẽ thay thế iTunes bằng các ứng dụng riêng biệt dùng để quản lý nhạc, video hay podcast.
Các ứng dụng này có thể được biết đến với tên Music, TV và Podcast. Apple đã xóa các trang Facebook và Instagram của iTunes. Đây được xem như một dấu hiệu cho thấy ngày tàn của công cụ này sắp đến. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương mục toàn cảnh an ninh mạng tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.